Để nó bảo hiểm xuống đi. Sao? Nè, hôm nay lên nói chuyện rõ ràng đi với anh ơi. Kiếm gì? Chuyện rõ ràng đi cho người ta hiểu. Rồi gì? Bây giờ đi vô đây nè. Tổng kề á là Phương Hoài bị người ta nói á, hạng nhì quá trời rồi. Thì hôm nay nói chuyện rõ ràng nha. Được. Anh em không à. Để vô kêu ông thầy. Ông thầy đi để ông nói chuyện. Rồi. Rồi thì bây giờ là anh em đông đủ hết trơn rồi nhưng mà còn hay thiếu. Nè Phương Hoài nó muốn nói cái gì nè, bây giờ thầy giải quyết sao thầy giải quyết đi. Có đông đủ hết trơn rồi đó. Thì hôm nay có đông đủ Phương Hoài với Quý Thanh nha mọi người. Thì hôm nay thầy sẽ giải quyết được rồi, mình có chút câu chuyện cái câu chuyện này nha. Thầy không muốn tiếp diễn nữa để mà chiến tranh lạnh tim với nhau. Thì hôm nay có đây là Phương Hoài đội 2 cũng như là Quý Thanh là đội 1. Rồi bây giờ mình muốn rồi bây giờ đi vô đây đi. Rồi. Bây giờ mình vô đây đi mình học kính cái. Rồi giờ nói chung là tôi đem cúp vô phòng cho rồi, bây giờ nói chuyện gì nói đi. Rồi thầy muốn từng bạn trình bày trước được chưa? Rồi bây giờ cũng trình bày trên nhóm xong hết rồi, thì nội bộ trình bày xong cả rồi. Rồi bây giờ qua với Phương Hoài trước đi. Rồi sao? Phương Hoài nghe thầy không có đồng ý là cho dù Quý Thanh nó có nói con công kích con hay là không có thích con gì á được chưa? Là con gái nó dở đó không hay thế nào thì bạn nó có chọc con thì sao? Con phải mét lại, con phải báo với thầy hoặc là báo với đội. Ban lãnh đạo đội để mình giải quyết nội bộ chứ con không, thầy không có thể nào mà chấp nhận cái việc là con đánh bạn chạy sang gì được. Được chưa? Con có muốn phản biện gì không? Có là thầy không hài lòng cái chuyện là con quýnh bạn người ta sang gì. Rồi giờ mày muốn nói gì đó mày nói đi. Muốn nói gì không? Thì bữa đó nó đá ra hồ cái nó chọc nó quạo rồi. Là ý của nó là Quý Thanh là nó chọc. Chứ ở vừa mới lên là nó chọc rồi. Dạ có nghĩa là trước đó là hai đứa là con Nhung là có hiểm khích đúng không? Con Nhung là có chiến tranh lạnh với nhau rồi. Là con ngay sang rồi con không kịp chế nó chọc cho bòi chim con mới đánh bạn thôi. Đúng chưa? Còn Quý Thanh ơi, Quý Thanh sẵn. Rồi thầy qua đây. Thanh bước qua đây. Tại sao? Tại sao con đánh? Tại sao mà con cứ công kích bạn hoài là sao? Thì rồi. Con giỡn thôi, ai biết nó tính nó cọc vậy đâu. Thì tốt là chị thấy là mọi người, ông Quý Thanh á thì ông nói chung là trên tinh thần là nói cho là team mọi người là chỉ nói chuyện với nhau, tinh thần là anh em vui vẻ hòa đồng nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà chỗ Phương Hoài á là nó không có thích. Nó không thích cái việc đó là người ta dùng là góp ý thẳng thắn với nó, rồi nói nó nhiều cái như là chê bai mà ra mặt này nọ cho nên nó không có thích. Vì vậy mà Phương Hoài nó cọc quá, nó không có kiềm chế được bản thân cho nên hôm đó thì nó có đánh Quý Thanh. Rồi Quý Thanh thì bây giờ con có muốn nói gì với bạn không hay là con muốn xin lỗi hay là con thấy mình là có bị lỗi không, là người bị lỗi trong chuyện này không hay là con thấy là con không có lỗi gì cả? Thì con cũng có một phần có lỗi, thì chúc con xin lỗi Phương Hoài. Rồi giờ Phương Hoài cái xin lỗi Quý Thanh đánh Quý Thanh không nè. Quý Thanh là đồng ý rồi đó. Thì xíu ai cũng có lỗi đó. Thì ai cũng có lỗi, cái hồi xong ra xin lỗi. Nhưng mà con thấy con có lỗi không? Nhưng mà con có công nhận là con có lỗi trong chuyện này không? Thì có. Đúng không? Con đánh bạn là con có lỗi rồi, được chưa? Con quýnh bạn tại xăng luôn mà. Biết mình là nguyên cái đội bóng mà nhiều người biết đến mà mình làm chuyện đó ngay tại xăng thì mọi người nhìn vào ra hệ thống gì đó. Đúng chưa? Đúng không? Còn mấy thằng bên nó gầu quá trời. Tôi đấm mày. Còn Quý Thanh nữa. Đấm Quý Thanh. Quý Thanh này thầy nói lần này cũng như là lần cuối nha. Nói chung là team mình nào giờ là vui vẻ quá đồng cho nên cái chuyện của mình góp ý lên nhau, mình nói chuyện nha. Hai anh em mình nói chuyện, mình chia sẻ này kia lên nhau. Nhiều khi mình nói thật quá. Hay có bạn người ta hiểu chuyện thì người ta không có nói gì để bụng gì cả. Hay nhưng mà trường hợp của Phương Hoài này thì mình nói xong mình góp ý thẳng thắn ngay, nhưng mà Phương Hoài nó đâu. Rồi bây giờ bắt tay làm quà cái đi thầy ơi. Nha. Yeah. Thì hai hàng này. Là hôm nay là Quý Hành nó lên TikTok nó kìa rồi em nữa. Có không? Ba, có nó đang không? Đang gì hạng nhì sao bằng hạng nhất gì đó. Nó nói là kìa, nó mình cái gì, ví dụ giờ nó mình Phương Hoài thì nó quyền trả tiền em luôn. Không có nói ai luôn. Còn có nói gì đâu, thì ta đang vậy phải rồi ba. Đang gì? Hạ là mày cự cãi với Phương Hoài mày nói riêng chứ ba. Mày nói gì nguyên đội 2 luôn, người tụi tao phải cự mày đúng rồi. Sao con nói sao bây giờ con nói lên tiêu luôn rồi? Sao ban đầu con nói Phương Hoài, giờ con lên trên mạng xã hội con công kích nguyên đội 2 luôn? Nó với ai đâu, mấy người kia vô nói bình luận là mấy con hay nhì đúng nha. Trong khi mà mình là cái đội đúng không, mình là nguyên một đội luôn,
đúng chưa? Ví dụ hôm đó bây giờ đội con đá Ben, dù đội con đá Ben thua đội 2 đi, đội con lúc đó về nhì, đội con còn có nói bạn với bạn đội 2 được gì nữa không? Tốt được đúng không? Nên thầy đã dạy các bạn rồi, nó thắng không kêu, bại không nản đúng chưa? Ha, mình dù mình thắng mình dạy nào, dạy lớn hay nhỏ như thế nào thì đi chăng nữa, cho nên mình phải biết mình biết ta đúng chưa? Ha, mình không có kêu ngạo này kia, mình không có chơi trách chơi bay bạn. Ha, xin biết là mình anh em nội bộ là chỉ chia sẻ với nhau là coi như là để mà vui bình thường thôi, nhưng mà ví dụ như cái trường hợp Phương Hoàng nè, ví dụ hay là những cái bạn giàu sao chăng nữa, ví dụ như người ta không hiểu chuyện như mình, giờ ở nói này, như nó đã hay này kia rồi nó láo tét rồi nó chơi bay nó kinh thường mình này nọ, mấy bạn sẽ để bụng này kia, về lâu về dài người ta bọc ra đúng chưa? Yeah, cái trường hợp của Phương Hoàng là đỉnh điểm, mà đánh con là đỉnh điểm rồi đó. Rồi giờ nó chưa lắm rồi đó. Với chuyện game của em với Thành á, làm gì nó lòi cả tèm hài vô nó chữ. Nó nói à, nhớ kẻ gì à, hạng nhất gì à, sao nhớ về kẻ gì nhì gì đó thầy. Bữa đăng trên TikTok á. Thôi giờ nói chung là giờ muốn có nói gì nói đi. Mình có lỗi mình tự quyết. Thì có lỗi sẽ Phương Hoàng thôi, chứ cái đó đăng thì ai mà biết đâu vậy. Bây giờ muốn không muốn xin lỗi phải không? Thì tao làm gì mày, tao xin lỗi. Ủa, mày đăng lên vậy mà không muốn xin lỗi hả? Nguyên đội 2 tao đá, công sức của tao đá, mày nói nguyên đội 2 tao vậy đó. Chuyện riêng của mày với Phương Hoài qua. Thì tao nói hạng nhất với hạng nhì thôi, mà ai có nói nguyên đội 2 tao. Tao hạng nhì mà, bây giờ mày không muốn xin lỗi đúng không? Tao nè, cảm thấy mình có lỗi thì mình ấy đi. Thì em cũng mà nói mình có lỗi một phần thôi. Phần gì? Mày hai phần luôn á. Mày chửi tụi tao rồi mày nói gì nữa, nói hạng nhì gì. Giờ mày có muốn xin lỗi không? Nó mẹ tiếng đi. Xin lỗi mày tiếng đó. Giờ Phương Hoài là xong rồi đó, giờ tới qua Đức Cấm nữa rồi đó. Chứ mày nghĩ nó khệ ra ai mà không tức. Rồi mấy tụi nó qua nói nó mày. Tao đăng lên gì nó cũng qua nói, ôi thằng này ăn gì, gì đó mày tức không? Nói với Phương Hoài á, giờ mày có xin lỗi không? Má nó chuyện gì. Mày tiện thôi. Ôi thầy có dạy mà mới lộn, sao mấy ông đánh giết bây giờ người nhà cũng đánh nhau vậy? Thầy nghĩ sao nói chuyện bên đây mày kinh khác gì cái đường này. Thôi cái gì thầy nói nè, thầy nói tao tập trung bên đây thầy giải quyết vấn đề, sao mấy ông cứ thường gắn tay hạ gắn chân vậy? Chuyện em như kinh thường em vậy, nó không đéo không nói chuyện em. Bây giờ nè Quý Thanh này, bây giờ con nói đi. Nghe bây giờ sao con? Bây giờ nói rõ ràng đi anh em trong nhà không Quý Thanh ơi. Thì giờ lỡ rồi thì giờ xin lỗi. Mình xin lỗi ai? Xin lỗi đàng hoàng con, bây giờ mình lòng thành giao. Thì xin lỗi Đức Cống, còn Phương Hoài thì nó xin lỗi em trước đi, em mới xin lỗi nó sao. Không phải xin lỗi mình tao đâu, mình xin lỗi nguyên cả tay em luôn nữa. Tại vì mày nói nguyên đội tao mà. Bây giờ Quý Hanh sao nè Quý Hanh? Thì em cũng có đội 2 anh em, đội 2 trong đây coi nè. Thì em cũng xin lỗi anh em đội 2. Thì về phần Phương Hoài thì em cũng xin lỗi Phương Hoài. Rồi Đức Cống nè. Xong rồi em cũng xin lỗi Đức Cống luôn. Rồi Phương Hoài xin lỗi với anh đi. Rồi tôi cũng có bàn sai trong đó, có gì tôi xin lỗi bạn. Thì xin lỗi xong hết rồi, mai em đá nhảy cuối rồi em nghỉ đá với anh luôn. Sao nói gì được? Thôi thầy. Sao vậy? Cái này cái chuyện rồi bọn thầy giải quyết xong mà. Thôi vậy ra nói chuyện đó đi. Nghĩ đó hay gì đó. Người nói gì đó. Đâu thầy? Nó buồn nó ngồi sao rồi kìa. Đâu thầy ra nói chuyện đó đi. Sao mà nhiều biến cố quá. Thì thầy chết tim nhiều quá luôn, thì chắc 21 chắc thầy rơi khỏi tim luôn á, thì không vô ở đâu, thì mệt mỏi quá. Sao vậy Thanh? Thì em cũng cố gắng hết sức vậy mà, bây giờ bị anh em nói ghét. Sao con nói ghét được? Mọi người có biết nó như con gì chứ sao ghét được, chứ bản thân Đức Cống làm gì ghét con đâu. Con cũng không nói chung là nó nhìn vào cái vấn đề rộng hơn, chứ nó không nhìn vào chuyện đơn giản là con nói, ví dụ như nói Phương Hoài chuyện cá nhân của con á, cũng do con này con nói nguyên đội 2, mấy bạn như là mấy bạn tự ái, mấy bạn góp ý lên, mấy bạn như là không hài lòng, mấy bạn mới nói lên con gì thôi, chứ ai mà ghét bỏ gì con đâu. Thì đó, thầy thấy không, Đức Cống đó nó làm khó con, nó đòi con xin lỗi hết nguyên đội. Thôi vậy thôi, mốt con đá xong vậy lại nghỉ luôn. Trời ơi, mày bỏ anh áo quý. Con không nhớ tình cảm thầy trò hay cái anh em bên đội này kia sao, mà con nói bỏ là bỏ hay rồi, con không nhớ là trước giờ con đi với đội hay sao, rồi tình cảm con nói bỏ ngang là bỏ gì sao. Chứ trong đội vậy rồi con ở lại cũng đâu được của thầy. Cái chuyện đó là nội bộ mấy bạn bên đội 2 thôi, mình giải quyết xong rồi chứ, rồi bây giờ mấy bạn xin lỗi cũng nói chuyện ra mặt hết rồi. Mình giải quyết xong rồi thì mình anh em mình bình thường trở lại thôi, chứ có gì đâu mà tự rút luôn làm gì được. Bây giờ mày bình tĩnh đi. Con rút có gì đâu. Cái mấy bạn, ví dụ mấy bạn mà
fan của con, thấy các bạn bên fan có cái một ngón là giàu, cái hỏi ra hỏi giàu thầy, hỏi quý, hỏi cốt lọc, rồi hỏi lum la. Lúc đó thì thầy nói chuyện sao, giờ mấy anh em nói chuyện sao? Anh em làm vậy cũng giống như không muốn con đá nữa thầy ơi. Sao nói gì được, sao không muốn đá? Con đội 1 của đâu liên quan gì đội 2 đâu. Mà giờ Quý Thanh ra ngồi đây mà không ai lợi hết trơn. Tại vì mấy bạn giờ cũng chung là mấy bạn đang cũng có gọi là kinh thần của bạn. Tại vì kiểu như mày đá hay quá làm chi, bây giờ ai cũng khó chịu. Cái vấn đề là không phải cái chuyện Quý Thanh đó hay không, mà vấn đề á, người ta nhìn vào, người ta nói Quý Thanh. Một phần là Quý Thanh kêu bằng nó hơi tự mãn xíu. Em nhưng mà nói với Quý Thanh đó, nó nghĩ mấy cái chuyện này bình thường lắm con. Nó nghĩ đơn giản là mình anh em trên đội, rồi nó nói chuyện, nó chia sẻ, nó trao đổi với nhau, thì mình cứ nghĩ đó là trên đội có vui tươi này kia, có nói thôi, chuyện bình thường thôi. Nó chứ mời xong giải rồi thầy qua thì nói chuyện nó cái nữa nha thầy. Có đồ về rồi nè. Thì về mình giải quyết sao chứ giờ cũng khi rồi, ngủ mời đá giải. Tưởng đâu xin lỗi cũng hoài, đâu ra đứa cống nữa. Tội nghiệp. Cái 21 thì ra khỏi luôn mà thì quậy quá thiệt luôn á. Nói chuyện này chuyện khác hoài mệt quá. Mà tội nghiệp Quý Thanh á, giờ không có hay cho. Giá kiệt. Giờ Quý Thanh nó buồn đây, không ai nói chuyện nó trơn vậy. Đâu, Quý Thanh buồn hả? Ừ. Sao vậy? Giờ nó đòi về nó không đá nữa kìa. Sao vậy ba? Ở đây anh em không ạ? Bỏ đi anh em không ạ? Anh em với nhau trong đội bao nhiêu năm? Anh em mà làm vậy đó sao được? Kiểu như không muốn tôi đá nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn bạn đá mà. Anh cũng muốn mày đá mà. Mày đá cho người ta hả? Mày đá cho đứa cống hả? Con đá đôi 1 mà. Thôi giờ vô ngủ đi thầy ơi. Mời tính tiếp thầy ơi. Vô với anh ơi. Vô phòng với anh nè. Đi. Ngồi với thầy. Ê, bữa hôm mày quay trở lại cái loại luôn mày. Không phải, đứng lại. Này khác á. Khác hả? Khác. Nay chắc loại nó không có đứa chiếc. Trời ơi, được không nội. Hả không? Ê, sao nói gì anh hết? Thì đây là thanh niên hanh quá của anh em đây. Gia Long. Mới chia tay bộ, hơi buồn xíu. Chia tay này hả? Tôi đợi hôm qua đi giấy là tao chia tay hả? Thì tối ngủ ngon không Quý Thanh? Qua giờ buồn ngủ, ngủ được không thôi. Ngủ được hả? Sao nó đã dễ cuối nên nó nghỉ luôn. Anh biết sao ngủ được không? Cãi lộn đi tới cấm. Không phải, đi giao bích liền. Thôi có đâu đứa cống đi bà la. Giờ mày chuyển qua đứa cống luôn hả? Đứa cống rồi. Công nhận mày cho bùng binh dữ ha. Thôi có đâu. Đứa cống nó bắt Quý Thanh xin lỗi hết nguyên tem vô. Quý Thanh không được. Thì Quý Thanh nó không chịu, nó xin lỗi luôn. Cái nó nói nó không đá nữa. Đang dậy cuối. Trời ơi, con nghiệp nói vậy. Thôi anh nói đừng buồn ha. Thôi cũng ngon Quý Thanh. Thôi anh nói thiệt tao đừng buồn ha, mày đá ngu thiệt. Nó đá ngu thiệt mọi người ơi. Trời ơi trời, người ta ấy là ông còn giỡn nữa không có. Ngày nay em WhatsApp. Hôm qua chụp fan tôi. Tao hay nè hả? Người anh em của tôi. Dạ. Hôm qua mới giao lưu với Đức Mở hôm nay nó dễ luôn nha anh em. Ok. Hôm mấy con boss hạng tư. Ôi, chứ gì nữa, tôi hạng nhất nha mấy fan. Yes sir. Tao chụp không mình có chụp tôi hạng nhất bà. Thì hai hàng chữ lộn quá trời luôn em ơi. Đó, xong rồi hai hàng giờ nó đi chung và một thằng nó gục ngã nha anh em, muốn quay không? Trời ơi tội nghiệp chưa. Ê, tao nhớ hai thằng bay hồi nãy nghịch lắm mà sao giờ đi chung rồi ngủ luôn vậy? Xin lỗi rồi hả? Ơ Quý Thanh, nhớ là nghịch với nhau mà sao kỳ vậy? Sao ai nãy ép đi? Sao nãy đi chung? Ta tính không đi rồi ép. Coi dễ này sao coi sao nha. Buồn quá sếp ơi. Hả? Buồn quá sếp. Buồn quá hả? Anh cũng buồn nữa. Cái chỗ này tôi vô địch mấy lần rồi nè. Biết lần này sao? Quá đẹp cha. Ôi trời.
Được chưa? Rồi. Thì tôi phát hiện anh em ơi, ở trong cái đây có con dê. Đâu? 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 Đừng có đổ. Nè. Nè. Nó làm trống kìa thấy chưa? Mà quá. À hay 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 là hay nè. Không rồi. Kìa. Ôi, nó bay ra. Chế cái con dê chế cọng cái con dê. Nó bay ra đó. Nó nó chui vô kìa. Kìa kìa nó chui vô ở đây nè, nó đây nè. Em như con. Nay bạn chụp á? Đúng rồi, hôm nay tôi chụp rồi anh em coi. Anh em kêu tôi. Có bài không? Có bài không? Có, như là kia. Có bài kìa, kia luôn. Rồi, vô. 1 2 3 quyết tâm. Liệu đây có phải là trận đấu nói chung là cuối cùng của Quý Thanh hay không thì anh em cùng đón xem nha anh em ơi. Đó thì nói chung thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục và cho thằng quỷ Quý Thanh nó quay trở lại nha anh em ơi. Đó, nó đậu xanh tôi biết cái cảm giác đó nó buồn lắm anh em ơi. Đó nói chung là không được ai thích anh em đó nên là nó hơi tự ái chút xíu anh em. Đó thì nói chung thì ai mà chửi tôi gì tôi cũng bỏ tôi đi nữa anh em à. Đó bây giờ là Quý Thanh, dễ yeah. Nhưng mà không được cả anh em ơi. Đó bây giờ là đây là một pha lỗi đến từ vị trí của team tôi nha, gia kiệt xúc nhưng mà không thành công. Thì nói chung thì tôi đang khó chịu anh em ơi, tôi đang khá là buồn anh em tại vì mất kênh TikTok rồi. Tôi up tôi cho anh em coi cái nó bày kênh TikTok của tôi rồi anh em ơi. Đó thì nên anh em nói chung là coi trên YouTube đỡ nha anh em. Đó vài bữa nữa thì anh em thấy ạn tôi công bố thì anh em nhớ follow ủng hộ cho tôi nha. Rồi thì bây giờ là Gia Huy sẽ chuyện cho Quý Thanh nhưng mà không được anh em. Đó khá chi là tiếc luôn, tôi đang buồn, tôi bình luận không nổi luôn anh em ơi, nó kiểu gì anh em à. Rồi bây giờ là Trần Quý vô một trái đầu tiên nha anh em ơi. Đó khá chi là hay luôn, thì anh em nhìn Trần Quý đang mừng nè. Đó thấy không, ngầu anh em. Đó tôi lợi sân này anh em như là tôi siêu sao vậy đó anh em ơi. Nó ngại muốn chết cho anh em, tụi này nó thắng xong cái tụi nó chụp hình trời ơi, nó kỳ muốn chết cho anh em. Đó thôi nhưng mà không sao. Rồi bây giờ là Trần Quý, trời ơi trời ơi, đúng ba đường chuyền thôi anh em. Gia Huy chuyền cho Trần Quý xong rồi thằng Trần Quý nó nghịch cho Quý Thanh cái xúc vô. Đó anh em thấy ảo chưa, bây giờ bên kia xúc nhưng mà phút bồ lấy gọn trong tay nha anh em. Đó khá chi là hay luôn. Rồi thì bây giờ là bên kia nhưng mà trời ơi ôm Quý Thanh cứng ngắc luôn anh em ơi. Đó thì trọng tài sẽ hỏi một pha lỗi nha. Bây giờ là Gia Huy sẽ làm như thế nào đây. Bây giờ là Gia Huy quyết định là xúc luôn hay là như thế nào. Gia Huy quyết định là chuyền Quý, trời ơi nó đập cục hai gì đâu mà lên trên trời kìa anh em, quả cái trưởng thiệt. Bây giờ là Gia Huy phản công, Gia Huy chuyền cho, trời ơi phòi luôn anh em ơi, phản lưới nhà luôn anh em ơi, quả chạy đậu thiệt. Đó là Trần Quý là người xúc vô nha anh em ơi, ba trái là Trần Quý xúc vô hai trái, Quý Thanh một trái rồi. Thì không biết thì còn nữa hay không thì anh em cùng đón xem nha. Trời ơi quá hay, đến từ chiếc của phút bồ luôn anh em ơi. Đó rồi thì bây giờ là Thịnh Bò sẽ làm như thế nào đây. Thì bây giờ là Thịnh Bò truyền cho Văn Phú xúc nhưng mà không thành công anh em ơi, khá chi là tiếc luôn. Thì bây giờ bên kia quyết định là xúc luôn, trời ơi nhưng mà hút bồ chụp được rồi nha. Thì bây giờ Văn Phú quyết định là như thế nào đây. Đại bác khăn trưởng đúng nhưng mà lên trên trời anh em ơi, quả trưởng thiệt. Thì bây giờ là Văn Phú nhưng mà trời ơi trời, nguyên một cái con heo nó té anh em ơi. Rồi bên kia phản công xúc vô cục dọc, quá hay luôn, ủa lộn quá hên luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ Hình Bò thì chuyện cho bé Chiếc, bây giờ bé Chiếc xúc nhưng mà vẫn không được luôn anh em. Đó bây giờ là tiếp tục là bé Chiếc xúc luôn nhưng mà vẫn không vô. Bé Chiếc hôm nay là không có duyên rồi. Thì bây giờ Gia Long, trời ơi đặt cái lòng quá chi là im luôn anh em ơi, quá chi là đảo đến từ vị trí của Gia Long luôn. Đó thì nói chung thì anh em xem video này anh em nhớ giúp tôi một nút like, đăng ký kênh họ cho mình nha. Thì bây giờ là bé Chiến xúc nhưng mà vẫn không được luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ là Thịnh Bò dẻ một ngừ. Thì bây giờ là Thịnh Bò chỉ cho bé Chiến xúc nhưng mà vẫn không vô luôn. Thôi thì bây giờ thì anh em phóng phần 2 nha. Thì hai chúng tôi